Ngày 29 tháng 10, quân đội Israel thông báo lời kêu gọi người dân Palestine ở dải Gaza sơ tán về phía nam, tránh xa tâm điểm chính của cuộc chiến chống lại Hamas hiện là khẩn cấp. Việc di dời này là vì sự an toàn cá nhân của họ. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, số người được xác nhận bị giữ làm con tin ở Gaza kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas ở miền nam Israel đã tăng lên 239. Hiện Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ chống lực lượng Hamas. Toàn bộ khu vực miền bắc dải Gaza giờ trở thành chiến trường. Cùng với chiến dịch oanh tạc từ trên không, quân đội Israel thông báo đã gia tăng quân số và thọc sâu hơn vào Gaza. Đồng thời công bố các đoạn video cho thấy các đoàn xe tăng Merkava đang tham chiến tại vùng lãnh thổ. Trước đó, tối ngày 28 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Hamas đã bắt đầu với chiến dịch tấn công trên bộ, được mở rộng vào bên trong dải Gaza. Trong lúc tấn công các vị trí của Hamas, quân đội Israel cảnh báo toàn bộ các khu dân cư của Gaza giờ là chiến trường và thúc giục cư dân ngay lập tức di chuyển xuống phía nam, nơi hàng viện trợ đang được gia tăng. Tuy nhiên, người dân Palestine cho biết ngay cả miền nam cũng không còn an toàn khi nhiều ngôi nhà ở các khu dân cư đông đúc bị oanh tạc. Các diễn biến liên quan cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhấn mạnh sự cần thiết của Israel trong việc bảo vệ dân thường. Trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường viện trợ cho Gaza. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud đã có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện hành động cấp khu vực và quốc tế để ngăn chặn ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở dải Gaza. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố phản ứng của quân đội Israel trước cuộc tấn công của lực lượng Hamas là không tương xứng và lên án tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza. Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Jaber tái khẳng định lập trường của Kuwait không bình thường hóa quan hệ với Israel trừ khi một nhà nước Palestine trong tương lai được thành lập phù hợp với các nghị quyết quốc tế.